Sáng ngày 27 tháng 2, Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 đã đến thăm chúc mừng tập thể cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Quân y 17 nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2 1955, 27 tháng 2 2020. Thay mặt Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Trung tướng Trịnh Đình Thạch ghi nhận đánh giá cao những đóng góp cống hiến của bệnh viện trong công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân. Chính ủy quân khu bày tỏ niềm tin tưởng trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục nâng cao y đức, y đạo, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ, thầy thuốc như mẹ hiền, tích cực chủ động phòng ngừa dịch bệnh, không để lây lan, đặc biệt là trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay.